Ok, xin chào anh em. Rồi, mà chúng ta tiếp tục cùng đô thôi. Part 5. Đó, part 5. Nhưng mình đừng để vịt cây. Rồi, bây giờ là chúng ta tập trước là chúng ta đang có ý định là muốn tấn công Trưng Lưu Yên. Và hai đạo của chúng ta đã có mặt ở đây rồi. Thì một đạo chúng ta sẽ cho tiến vào đây. Một đạo chúng ta đánh bọn này. Đại ý 将临, mô cảm bất cứng. Phóng thăm hồi gia chứ bà. Tiền. Đâu sẽ vì cơ sự xin nhận ở trận bà là. 万物失节。OK。治行天下。Chúng ta cứ đứng đây, chúng ta phá bọn này. Bọn này thì cứ mai phục ở đây. 智柔如水，以应万变。陷阱已设下。一统天下，不。Ở đây càng đấy. 治行天下。静下心来。向前进军。Chúng ta sẽ đánh vào đây. Lãnh đạo địa phương. Thằng này là thái thú đúng không? Thì nó sẽ hướng đến cái trừ tham nhũng. Hướng đến trừ tham nhũng. Chiếm cái này. Đó. Đó. Nghiên cứu à, trước mình đang nghiên cứu gì mình quên rồi. Thử xem các công trình này. Vũ đô, thương nghiệp, nông nghiệp, nâng tiếp lên là cái này, nâng cái này lên, nâng cái này, nâng mấy này nhỉ? Up mấy cái đấy tăng tiền lên. Lương thực. Trường An, chúng ta có thể dỡ bỏ được mấy cái này đi rồi. Dỡ cái này trước. Sóc Phượng. Up này lên, ngựa cho rẻ. Rồi. Ngoại giao có gì hot không? Giao thương được với ai? Còn có gì có thể nói? Hà Nghi chưa bị diệt, Hà Nghi đang chạy loạn, còn một núm ở đây. Thế là chúng ta sắp tuyển ở Hà Nghi rồi. Ok, qua lượt. Viên Thiệu. Ok. Một đạo ở Trường An mình sợ là không đủ. Chúng ta sẽ bảo tồn thể lực. Thủ ở trên này. Thế cử có sự thỏa đáng. Vô đoạn tiến hành. Vô lu sắc sắc. Nguyên đi hậu mệnh. Ở đây chúng ta có 1300 quân là hơi ít nha. Mỏ đây là mỏ ngọc, nó cộng cả công nghiệp và thương nghiệp. Nên chúng ta có thể áp được cái này công nghiệp và thương nghiệp. Công nghiệp đây, công nghiệp và thương nghiệp. Phường dệt này, xây được cái này. Gỡ này ra. Đó. Thằng này đánh vào Tây Hà.
则屏息凝神，缜密谋划，方可取胜。Trường An đang xây dựng nên chúng ta sẽ ưu tiên để cho những cái thằng trừ thời gian xây dựng vào đó. Xây dựng cho nó nhanh. Ngọc Hầu và Thạch Kê lãnh đạo địa phương. Thằng này là up cái này rồi đúng không? Tìm ra có gì nó up. Thu nhập từ thương nghiệp phạm vi thế lực. Up cái này đi, thu nhập từ thương nghiệp tăng một chút tiền. Đạo này xong việc rồi. Ở đây chúng ta không cần xây cái này, gỡ đi. Sẽ up tiếp nhà chính lên. Đạo này chúng ta sẽ cho rút về Trường An. Rồi ở dưới này Hoàng Thiệu. Vùng vẫy ở đây rồi. Vùng viện Hoàng Thiệu có hai kích lính đánh thuê, thành ra là đạo này của Hoàng Thiệu trông tuy thì đông nhưng mà thực chất là không mạnh, khá là yếu. Chưa tới đó à, thằng này chưa tới được, mày quá. Ở đây chúng ta có 1.400 quân. Đánh vào đây, chúng ta vào về Ba Tây đi. Ok. Binh khí chỗ này chúng ta cứ kệ đi, bởi vì chúng ta không có quân ở đây. Đạo này ở đây chúng ta sẽ mai phục ở đoạn này. Mai phục ở đây. Chiêu mộ thêm quân. Con này có tăng tốc độ chạy của ngựa. Được. Chơi hai đạo ngựa. Có hai đạo ngựa nó mới dễ đánh. Cung ba đạo rồi đúng không? Chỗ này thì rồi, xây giáo đi. Ok. Có vũ khí không? Ok, cho bạn này cầm này. Tài thống trị à? Thống trị có phải ở đây không nhỉ? Hoàng Thiệu. Trị an toàn thế lực nha, từ từ nha. Thành này trị an đang ở -4 này. Thử cho Hoàng Thiệu dùng cái này xem. -1 như đây còn -2. Ok, tức là ba chức vụ này cũng tương đương với người thừa kế với cả thừa tướng đấy. Như vậy là chúng ta có thể cho nó dùng cái này nữa để tăng tham nhũng lên. Ok, có tiền tăng lên 2.500 rồi kìa. Được. Ở đây chúng ta sẽ setup sau. Thượng Dung. Đây là cứ tạm thế đã. Ok, không chưa giao thương được với ai cả. Hà Nghi vẫn chưa bị diệt, kệ nó. Rồi có vẻ hết việc rồi. Quân lực ở đây cũng thừa sức có thể thủ được bọn này. Chúng ta cũng cố nâng cấp lên các đạo cùng ngọn ngon hơn. À có máy bắn đá rồi này. Chuyển sang một cái máy bắn đá đi. Các đạo chuyển dần sang cái máy bắn đá. Hết tiền này.
一往无前，对对，为了天下大业，今天不行。哎，关了。 Bùi Nguyên Thiệu. Thủ lĩnh nghĩa quân con này. Còn con này là đang à. Làm công vụ thôi. Không có skin gì hot thì chúng ta sẽ up mấy cái sĩ khí đi. Đó. Đánh thằng này. Chém. Hồi quân. Chúng ta cần như thế sau. Đây là thiên hạ của Cửu Thiên, không phải là thiên hạ của Chư Hầu. Lần sau đến được rồi. Tăng tốc được thật chắc. Ok. Này up. Trường An. Thu nhập từ công nghiệp. Công nghiệp và thương nghiệp. Up cái nhà lao công này lên. Lực phòng thủ ở Trường An tương đối mạnh, ta không sợ. Quân lực của Lưu Đại ở đây tương đối đông. Thế nên là có lẽ đạo thứ hai này mình sẽ cho nó lên đây đi. Còn đạo ở đây chúng ta sẽ chạy. Bình định thiên hạ. Thời cơ chưa đến. Không chạy được rồi, không chạy được thì 整装待发，静下心来，不可能这样。都拆掉。thằng này có gì hot không? Không có gì hot. Tuổi thì 58 rồi. 不行，陷阱已设下。 Cổ phương đao. Ok. Chưa biết xây gì đây. Xây cái này lên đi. Xây cái này lên đi. Rồi. Một lượt. Ô, mày quá. Ẩn thân quá là nó chạy luôn. Thành đô không biết có bao nhiêu quân. Hà Nghi bị diệt, ok, tuyệt. Khí gì này, sợ vô kích, ok. Như vậy chúng ta tuyển được Hà Nghi và Hà Mạn.
Đó, thuyền đường hàng nghi và hàng mạn này. Còn là những anh tài. Cho nó cầm cái này. Up theo đường này, đấy, lấy hồi quân. Miễn dịch và mệt mỏi. Khi mình này tránh cận chiến, ok. Hà mạ. Hà mạ không có hồi quân. Không có hồi quân được pháp cái này. Này tránh cận chiến này. Phát này, bấm cái này, dùng cái này đi, tăng kích lên. Đó. Dư khí ngưng thần, mỗi bước đều phô trương trí huệ. Rồi, ở đây tập tấn công, chiếm ở đây. Tiêu diệt địch quân. Anh em tề tựu. Hồi máu này, cái này là cái vũ khí này. Up skin đi. Đi vọng vô tiền. Chân bá chú hải. 正在行进，全军听令。啊，tên sau có tiền thì bắt đầu tuyển hàng mạng, hàng nghi với hàng mạng sau. Tên này đang hết tiền. Đảo này tập trung ở đây thì chúng ta sẽ đánh lưu đại sau. Tây Hà là một cá đúng không? Chúng ta thử mai phục ở đây xem có dụ được lưu đại ra ngoài không. Dụ được lưu đại ra ngoài là đẹp. Rồi nghiên cứu xong. Mình sẽ nghiên cứu mấy cái như thế này đi. Để cho nó nhanh chóng unlock 3 cái slot công vụ này. Tiền cứ để đấy đã. Rồi chúng ta lại qua lượt tiếp. Tương sau cho hà mạn xuất kích. Hà nghi. Đó, nó không đánh mà nó xuống dưới này. Nó nhìn thấy cái thằng này của mình. Rồi mình sẽ cho Hà Nghi xuất trình ở đây đi. Mã Bảo Thụy sẽ rẻ đấy, không mất xu nào này. Mà thôi, Hà Nghi đâu? Hà Nghi đây, 2000 tiền. Thăng thiên ý sứ, xuất phát ở đó. Tôi xin phỏng miếu quan, ngưng thần tĩnh tư. Đi cùng Hà Nghi là Mã Bảo Thụy. Và Mai Nghiêm. Xung hoài trung trọng. Một tướng một đạo. Hà Nghi này. Thế địa bài sinh bù đô. Đàn dù ý với thiên hạ. Hà Nghi này có chơi được ngựa không? Không chơi được ngựa. Đó thì chúng ta không để ngựa ở đảo này. Rồi ta chơi thuần này đi. Cung này. Cung này. Cung này ngon hơn này. Nhưng mà hết tiền rồi, chơi cung này thôi. Đó. Đó, tạm thế nào.
Hai đạo đấy hồi một lúc là đủ để đánh bọn nó rồi. Tốc độ hồi 47%. Đạo này ở đây chúng ta sẽ cho ẩn thân. Đúng rồi, ẩn thân. Đạo này hồi quân một lúc đã. Cung đô bắt đầu áp sát bọn này. Tàng hình, đợi nó đi qua giết nó. Hết sạch tiền này. Ngoại giao có gì hot? Trách dùng ta thừa rồi. Không được. Hòa bình, lưu ngu. Ủng hộ chưa đâu là nhận độc lập. Nổ đi tiền đây. Rồi, qua lượt. Tầm này là bắt đầu dễ rồi. Lực bắt đầu mạnh. Chả ngán thằng nào. Bọn nó phân tam quốc, bọn nó đánh nhau loạn lên. Vào đây. Thật chết ạ. Oh shit. Rồi lùi. Nó chết rồi. Ở đây quân mình đông lắm. Lấy hồi quân. Rồi, Lưu Yên ra đây đúng không? Giết nó ở đây. Rồi chúng ta sẽ... Đạo kia chúng ta sẽ cho bao vây thành đô. Tướng à. Mười phần trăm hộ giáp. Được, lấy cái này. À, Nghi sẽ đứng ở đây. Thằng này giết thằng này. Lấy hồi quân. À, Nghi chưa tới được, thằng này tới được không? Tới được, vây luôn. Vây luôn, chúng ta sẽ lấy máy này và tiếp tục vây thành. À, Nghi cứ đứng ở đây. Tên sau vào. Lãnh đạo địa phương à. Thái thú này, trừ tham nhũng rồi đúng không? Bây giờ chúng ta xem nào. Phạm công nghiệp phạm 3% này. Up lên. Đó. Tăng lên chức thiên sư này. Mình lên thiên sư rồi. Cao nhất rồi. Cộng 10% hồi quân. Hồi quân còn kinh khủng tiếp. Thế lực cộng 10% hồi quân. Thêm một slot thái thú. Ok. Slot thái thú. Ba tây. Rồi sẽ cho một thằng thái thú ở đây. Cung đô level 8 luôn. Chất chơi. Lấy cái này đi. Cung đô là Chơi ngựa đi. Đó. Ngựa mới mạnh. Bây giờ xem tướng thái thú. Biệt dụ. Đam Tùng.
Siêu Vân, Úc Văn Tín. Úc Văn Tín được. Úc Văn Tín được. Xem có gì cho nó dùng không. Rồi, Úc Văn Tín đi. Úc Văn Tín đây. Đó. Đạo này, cùng trong này. Giết. Ngọc Xà. Rằng thầm sử tế thị miên xì. Lấy tiền. Thầm sâu tế khủy gâu đô lạ. Lưu Trương thay thế. Trong thành này có quân không? 2000 quân. Cũng căng đấy. Cứ đợi cung đồ đến đã. À. Thằng này có tăng tốc này. Chơi ngựa được. Sáu ca tiền áp công trình vụ đô vụ điếc lên này. Hàng chung áp mấy mỏ lụa lên. Sóng phượng huy hết tiền à. Vũ huy cho thằng này, cho mấy thằng này làm tăng độ hài lòng lên. Ấm quá, thượng dung. Thượng dung cũng thế. Quách Hoài. Đó, tăng chị An lên. Tăng lên thiên sư là chúng ta đã có những cái hiệp bước như bình các clan khác bình thường rồi. Nhưng mà cũng chả ấy được với ai cả. Qua lượt tiếp. Các chốt chặn vào trong lãnh địa của mình đều chặn hết rồi nên cũng không sợ. Tào Tháo, Viên Thiệu xuất kích. Điên. Tiền. Chào Hoàng Phi Thiên. Hợp với thằng này này. Hoàng Thiệu toàn đồ xịn. Đập thằng này. Chạy à. Chém. Lấy một quân. Rồi đánh vào kinh đô. Bản năng của thằng này thấp. Lấy cái này đi. 10% tốc độ nghiên cứu.
Hà Nghi. Mong muốn chức cao à? Cách chức đi. Ơ thằng này lấy được vợ này. Sao mà nó lấy được vợ nhỉ? Sao thằng Nghi lấy được vợ? What? Rồi. Giờ đến bàn này chứ. Không sao, 16 thì cũng không sợ lắm. Lương Tử Xuân. Đằng này có hồi quân không? Có, đây, đây là sẽ hư đến cái này. À, thằng này là tướng đánh nhau. Đi đi, hư đến hồi quân. Đó. Cung đô, chúng ta sẽ hướng về đây, bật móc tóc chạy. Trấn tọa chỉ lại, hướng tiến quân. Thiên tầng bô lạng. Trong sự chuyển chân áp sát chiếm. Trị chủ sâng ưu chẳng công. Kẻ thù với thằng này giết. Vũ phi hư sa chi, chi đao binh chi zui ye. Sơn linh chi ye cui mao. Lưu Đại bị diệt luôn. Nhân sinh y shi ru zi. 13. Căng nha. Chi rou ru shui, yi ying wan bian. Đó. 5k tiền chúng ta lại up tiếp. Ba độ hài lòng phạm vi thế lực cơ. Được, áp lên. Nhiều đồ phết đây đây. Ngô quốc có vẻ tăng mạnh lên nhưng mà nó thương phát nhỉ. Ẩm cào thế. Lưu Biểu. Thì phải cắt đất nhớ. Thiếu gì đồ để trao đổi cho mình mấy cái áo luôn này. Áo ta không dùng được. 1.3 luôn. Đồ lại được ít tiền không? Không. Ui, cho mày. Lấy ít tiền về. Viên thuật. Viên thuật là đang rất yếu. Là tí sao thương cho nó phát triển tí đã. Rồi, qua lượt. Rồi, đạo này về Trường An. Sơn xin tái tụ rung với y thị. Ấy à nhà. Anh tài hụ tụ. Chỉ để bắt thằng này. Ui, rút. Càng tốt để ta vượt sông. Đố mới đuổi được.
Chết này. Thằng này chết này. Chết. Nó có sai đâu. Ua. Đùa. Thằng này đang bật hàng cung cấp, chỉ có chết ở đây thôi. Từ此可见，太平正道即在吾身，不能放他们继续作奸为虐，秉持信念。啊，太平哪来？出发，沟通有误，不断前行。鼓起勇气。Giết cả lũ đó đây. Quân 军大获全胜，是百姓之幸事也。智略所指，我之所在。只有信念坚定，Giết được con này luôn. Căn trừ tai binh.Giết đi luôn, giết luôn. Hoàng thiên tự phủ, bù rú sử mệnh. Chẳng tại hình dịnh. Chạy à? Chạy à? Thế xế vọng trị. Mày chạy à? Lấy cái này đi. Kiếm này. Cho dùng cái này.正道，斩！千层波浪，充实巨岩。还没轮呢。前推进，廉洁奉公，忍受苦难，立马行动。心如止水。来 bật cái này lên, tao lại đi xuống dưới này tao phá.Gì nhau?Làm gì nhau? Trường An à, ta lại up mấy cái này lên. Kim Thành up cái này lên. Đó. Làm gì nhau? Bây giờ này con này là cần trộm mình.接受你的提议，那就这么办吧。Mấy cái hiệp ước cho nó. Ni wo suo jian lue tong. Bớt thù đi. Làm phát đồng minh được không nhỉ? 14 rồi. Bứt cái này cho nó đi. Mấy cái này không bứt được. Chưa bứt mấy cái này đi.2.0 mật thám không có vứt làm đồng minh đi. Đó. Thơm thụ thêm bạn bớt thù đi chứ viên thuật truyền thắng quân sự được
không được. Rồi, kệ nó. Có đợt. Ôi. Tăng chị An này thành này. Tiêu diệt nó. Hôm nay trận chiến này là thắng lợi của chúng ta. Đây là điều chúng ta nên có. Hoài chí lược. Lý cầu thượng tiến, đi thống thiên hạ. Giết luôn mầm mống nào loạn. Thượng tiến ở đất, thượng tiến ở thiên. Phát động nông dân. Đó, đứng ở đấy. Đằng sau. Ở đây chúng ta có mỏ muối. Xây mấy công trình này cũng tương đối hợp lý đấy. Cho một thằng tăng chị An ở đây. Một thằng Tây Hà. Dỡ đi. Thì đi nhân khẩu trung đô, xí xí ráng ráng. Xây một cái bàn đá. Xây xong hết bố tiền này. Rồi, còn lượt tiếp. Oh shit. Rồi, quất thằng Trường Hiền nốt.
luôn, không cần đạo kia tiếp viện. Tôi đang xin niệm như ý, trở biến là sang thiên đất ân sư. Lưu Trường bị diệt, chiến đấu mỏ giáp. Giờ xuống đánh nốt thằng này. Bình định thiên hạ. Sợ gì ai? Biên Hủ. Biên Hủ là một tướng thiên về thái thú. Ôn Cố. Mặt này. Thái Bình đạo ngoại, bie wu ta lü. Kiên định bất yi. Yên mộ đi quân. Bỏ quân trị lệ, sâng đi quân y chấu. Trong tại hình kinh, hình sự cẩn thận, khả chứng chí mĩ. Xin hoài xin niệm. 剑指天下, 坚宁无处容身. Chưa mộ một cái viên đá. Đi công thành cho nó nhanh. Ở đây chúng ta sẽ xây một cái thiên về Trị An đi. Trị An. Cái này mắc là 9 Trị An. Còn cái tổ chức này là mắc 15 Trị An cơ. Để cái tổ chức đi. Tổ chức đi. Thành đô cứ tạm. Giáo. Đó, qua lượt tiếp. Rồi, bọn nó bắt đầu chuyển hướng sang đánh mình đây. Thằng này, à, nhiều khả năng đánh chết này. Chết đi này. Nói luôn là không có cửa vào Trường An. À, Tào Tháo đông thế nhỉ? Thế thì phải xây một đạo của hàng nghi ở chỗ xưởng vũ khí. Thì mình mới chơi được bọn nó. Rồi lại áp được xong cái này, tao áp tiên nốt cái này. Chúng ta cho một thằng lên. Hàng nghi lên trên này. Cho những cái tướng quanh đi của loại Hà Mạn là Đam Tùng. Nghi Hà Mạn, Hoàng Thiệu, Trương Khải, Cung Đô. Hoàng Thiệu thiếu mất một tướng à? Hình như mình bị thiếu mất một tướng xịn bên... À đâu, Bùi Nguyên Thiệu đây. Bùi Nguyên Thiệu theo Trương Khải. Nhưng mà chưa, tại Trương Khải chưa có. Thằng Nam Tùng này, cách trước đi. Cách trước thì nó vẫn xanh, cho nên không sợ. Hà Mạ này cho lên đây, đó. Các tướng của chúng ta.
Bùi Nguyên Thiện sẽ thay Trương Khải. Thế ai thay thằng Hà Nghi nhỉ? Sẽ có một slot thừa bởi vì cung đô ở trên rồi. Trong slot này thằng nào? Quân thủ lĩnh nghĩa quân. Còn ai bị ấy nhỉ? Như vậy Sư Bội Lan là hợp với cái vị trí này nhất. Sư Bội Lan đi. Đó, xong rồi sau Trương Khải lên trên này thì thằng Bùi Nguyên Thiệu sẽ lấp vị trí đại sói này. Đó. Hợp lý. Một sự hợp lý không hề nhẹ ở đây. Rồi chúng ta sẽ đập xuống này với nhau luôn nó nhiều. Rồi. Chiếm trọn vẹn thành đô. Chiếm kho. Chiếm được 12 quận là chúng ta xong quét. Đánh ở đây luôn. Quan Minh Chi Sheng. Thế bây giờ như kiểu trẻ tre. Đi xem bên này. Rồi, đạo quân của Tào Tháo ở đây đúng không? Bây giờ ở đây chúng ta chắc chắn nó sẽ vào đây. Chúng ta sẽ để Hà Mạn ở đây. Hà Mạn. Đó, đang có 35 cát tiền. Hà Mạn là một tướng không có búp gì liên quan đến đấy nên chúng ta sẽ nó có ngựa không nhỉ? Phải đọc ngựa đi. Chuyển này sang này đi. Đây, ok. Chúng ta cần một vị tướng mà vừa phải có búp hồi quân. Để xem trong các tướng của chúng ta ai phù hợp. Vậy mình thấy có mấy thằng đây, thằng này, nhưng mà thằng này đang làm quét rồi. Người đang làm quét. Lại hết rồi sao? Đây. Đỗ Dương Tú. Đỗ Dương Tú. Tuyển một đứa tên là Đỗ Dương Tú. Ơi là ghét nhau. Nãi hạch. Cung niệm. Giới khổ. Liễu. Toàn. Đây. Quý Trinh Anh. Quý Trinh Anh. Quý Trinh Anh quét. Thằng mạ. Đù mẹ cái thằng Hà Mạn này. Toàn tướng ngon thì lại ghét nhau. Cải thế nhỉ. Đam Tùng. Túc Hào.
túc hào này, kiên trì bất xỉ, túc hào và thằng nào nữa, hàm đan nhan, hàm đan nhan ghét nhau, trách ân, trách hận. Check hơn trong thế đây. Đây hai gần ghét nhau. Fuck. Thạch Nguyên đi. Thạch Nguyên đây. Thạch Nguyên cho là xoái. Quân này, giáo này, đó, thoải mái thủ ở đây. Giết thả lấy tiền. Rồi bây giờ mình sẽ về đây để thủ. Trường An lực phòng thủ cực mạnh nên nói chung bọn này không có cửa. Không có là trừ tham nhũng nhỉ. Ở đây không có tướng trừ tham nhũng. Xem An Thành thấp thì chúng ta Phú Đô Trị An thấp. Thành Đô xây lên đang nhiều tiền. An Định up lên, Tây Hà up lên, Thượng Dung up lên, Ngũ Uy up, Gian Dương up, đó, hết cái đẹp rồi. Ngoại giao là có gì hot? Rồi không có gì hot. Quét, ta là tập học ốc trước lâu đài. Cứ rơi dòng cái này đã tính sao. Nhưng cấp 3 này lên chức. Đang jin zhan luan pin reng, sheng ling tu tan. 若战事旷日持久，则民众必生祸心。因此，主公若不及时止息兵戈，百姓必将揭竿而起，力争太平。兵起连年，烽烟不息，若不速速了结战。
诸位猛士，随我征战。不露声色，一往无前。陷阱已设下，这样行不通。quên lượt đi. À, quên đạo hàng nghi. Thượng dùng. Cái đạo hàng nghỉ cứ quên. Bản nó đi đánh Trịnh Giang mà quên. Thân thiện. Ok. Rồi ok ok. Part này chúng ta dừng ở đây thôi. Như vậy là part sau chúng ta sẽ đánh nhau khá to, các cái mặt trận. Ok, nhưng mà không sao, lực của chúng ta rất mạnh, chả ngán thằng nào cả. Rồi, hy vọng anh em thích series này của mình. Và hẹn anh em ở những series tiếp theo. Chào và hẹn gặp lại. Bye.